Thưa quý vị và bà con, có một khu rừng ngập mặn độc đáo nằm trong lòng thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Khu rừng này có từ lâu đời, được nhánh sông Cầu Ké bao quanh hình vòng cung, tạo nên không gian tuyệt đẹp, góp phần điều hòa không khí, giữ nước ngầm, thoát lũ, chắn gió và chống xói lở cho tỉnh này. Nhiều người hy vọng nơi đây sẽ được đưa vào phục vụ hoạt động nghiên cứu, tham quan, dã ngoại, thu hút du khách tìm hiểu hệ sinh thái rừng ngập mặn giống như Rú Chá của Huế, Đầm Nại của Ninh Thuận, Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh và U Minh Thượng Kiên Giang. Nốt nhạc xanh giữa lòng thành phố, chúng tôi đã hình dung như thế khi ghi lại được những hình ảnh này. Những hình ảnh như bức tranh mô tả sự hiện diện quý giá của khu rừng ngập mặn. 15 năm trở lại đây, sau một thời gian bị chặt phá làm điểm nuôi tôm, khu rừng 32 hectare đã tái sinh và tạo nên mảng xanh rộng lớn. Giữa lòng thành phố này mà có phong cảnh ở đây nói chung ra cũng rất là tuyệt đẹp đối với lại nơi này. Du khách nào mà muốn chiêm ngưỡng ở phong cảnh ở đây như chim, cò đồ đó thì tôi sẽ hết mình dẫn cho mọi người đi chiêm ngưỡng. Những người dân sinh sống quanh nhánh sông Cầu Ké vẫn quen với những công việc hàng ngày. Với họ, đây không chỉ là cuộc mưu sinh mà còn là cách để tìm cho mình những giây phút bình yên giữa thành phố hối hả tấp nập. Cảnh này thì đẹp rồi, cảnh này đây thì nó đẹp, nó hay hơn chứ. Dạ. Đây vòng ra ngoài. Mình có quý cái cảnh quan như thế này không? Quý chứ, cảnh quan thân thiên như này có tự nhiên nó đẹp đẽ, cám mắm cua, rau cua tôm rồi nó ở nhiều, mình làm ăn nó cũng thoải mái hơn. Giới nhiếp ảnh yêu thiên nhiên hoang dã cũng đã thường đến đây săn ảnh vào mỗi dịp cuối tuần. Họ như lắng lại để tìm kiếm rồi kể lại câu chuyện thú vị về vùng đất được xem như một thông điệp sinh động về sự sống.